Trước đó, khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhân MVM, 61 tuổi, ở thành phố Hạ Long, vào viện trong tình trạng sốc, mạch nhanh 124 lần một phút, huyết áp tụ 60, 30 mmHg. Sốt cao nhiệt độ 38-50C, đau bụng quanh rốn, nổi vân tím toàn thân, giải rác ban xuất huyết hoại tử vùng cẳng chân, lưng và bụng. Bệnh viện đã khẩn trương làm các xét nghiệm, kết quả cho thấy bệnh nhân đã suy thận, rối loạn đông máu trầm trọng. Có tình trạng nhiễm trùng nặng, tở giỏ cản xì tổ nìn 100 ml, lactate tăng cao, khí máu toàn chuyển hóa nặng. Bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng theo dõi do liên cầu lợn. Bác sĩ chẩn đoán ông M. Theo gia đình bệnh nhân cho biết, khoảng 2 ngày trước khi nhập viện bệnh nhân có ăn tiết canh lợn, sau đó thấy người mệt mỏi, sốt, đau bụng và đi ngoài phân lỏng. Có tiền sử viêm dạ dày. Hơn thế, bệnh nhân M. Ngay khi tiếp nhận, mặc dù bệnh nhân đã được bác sĩ xử trí bằng nhiều biện pháp hồi sức tích cực, thở máy, bù dịch, điện giải, thuốc vận mạch, kháng sinh phối hợp, lọc máu liên tục, điều chỉnh toan kiểm, rối loạn đông máu. Song do khi nhập viện, bệnh nhân đã diễn biến quá nặng, nên dù đã tích cực hồi sức nhưng tình trạng sốc, suy đa tạng khó cải thiện, bệnh tiến triển nặng và dẫn đến tử vong.